thoáng. Đây là một quả đồi tại xã Thanh Sơn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Quả đồi này có độ nghiêng tầm khoảng 45 độ. Rất là đẹp, rất là thoáng. Quả đồi này thì rất phù hợp cho những bạn trẻ về quê chăn bò. Vâng, những bạn trẻ về quê chăn bò thì các bạn đấy. Quay rộng xung quanh đồi ra, quay rộng ra. Đấy thì có thể là mình thả cả một. Và cỏ ở đây thì cũng rất là tốt. Chúng ta có thể là ngồi đây. Đấy, nằm như này này. Đấy, ví dụ những bạn mà đang chăn bò về quê chăn bò là các bạn như này. Đấy, nằm như này thôi. Nằm như này để làm gì nhỉ? Để hưởng thụ. Đấy, vâng, và có anh chị nào, các bạn nào mà thích hưởng thụ thì về đây. Đây là ngay bản này là bản Hón Tỉnh. Thôn Hón Tỉnh. Thôn Hón Tỉnh ấy, của xã Thanh Sơn và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thì quả đồi này thì ngày gần nhất thì mình cũng muốn sở hữu đồi này và cho vào đây tầm độ khoảng 99 con bò. Đây là quả đồi. Nếu như mà trồng bò thì sẽ phải trồng lại cỏ ở đây. Cỏ ở đây thì là loại cỏ này thực ra là không được dài và sẽ trồng một loại cỏ khác để phát triển nhanh hơn, đặc biệt là cỏ lau để phù hợp cho thức ăn của bò. Đấy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tận lên trên lên kia. Đỉnh. Hãy cùng khám phá. Chạy. Vâng, thực ra là rất là mệt nhưng mà rất là vui. Nhìn thì bình thường nhưng mà rất là cao mọi người ạ. Rất là cao. Và mình sẽ lên đến đỉnh này xem là quả đồi này nó ôi trời ơi, nó bạt ngàn như nào. Vâng. Và đúng như mình đang nghĩ là đây nắm trâu. Không phải bò mà là trâu. Rất nhiều trâu. Chào cậu em. Trâu bao nhiêu con đây em? Bao nhiêu con trâu ấy, giàu nhỉ? Vâng. Và đây là trâu. Đây là những con trâu. Thì nhà mình không có gì ngoài trâu nhá. Đấy, tất cả con trâu này này. Không có gì ngoài trâu cả, không có gì cả, chỉ có trâu và cỏ như này thôi. Và các bạn thử đếm xem chắc cũng gần 50 con. Vâng. Trâu ở đây hay đeo những cái nó như kiểu cái chuông, kiểu như cái chuông đấy. Cái chuông này thì đây là những cái chuông mà gần như trâu này gần như ở đồng bằng không treo cái này. Đẹp nhỉ? Mà chỉ ở miền núi. Ở miền núi những con trâu được treo cái chuông ở miền núi. Thật ra treo như thế để mà khi mà chăn trâu ở những đi tìm trâu ấy rất dễ. Bởi vì miền núi cây cối rất là cao rậm, khó tìm. Ở đây thì có khoảng nhất của đồi. Chỉ một số ít con trâu được treo thôi. Bởi vì thông thường trâu hay di chuyển theo đàn. Thì khi mà tìm không thấy nhìn trâu dựa vào âm thanh thì người tìm trâu có thể là tìm được con trâu đó một cách rất nhanh. Mà chỉ ở miền núi thì mới có những cái chuông đeo ở cổ con trâu. Còn trâu đồng bằng chắc chắn không có. Rồi. Quay đi, cảnh quay, đi. Quay lại à. Đi. Quay rộng à. Thì khởi nghiệp từ những con trâu. Đó là nguồn vốn. Con đường rất đẹp. Và đứng trên đỉnh đồi này thì nhìn xuống con đường chạy vào thôn Héo Tỉnh rất là đẹp. Đó là một cái vệt trắng. Hón Tỉnh. Đó là vệt trắng giữa những cái cánh rừng xanh bạt ngàn.
Bên kia có viên hòn đá rất là đẹp này. Rồi, kinh nhỉ. Vâng, và xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm ở những khu khác. Vâng, xin chào.